Hello cả nhà, con Tài Hello. Thiên. Hello. Anh tên gì? À, anh tên Quân. Anh Quân. Hello. Thì giờ là 1 giờ 30 phút của ngày 17 tháng 8 rồi. Con xin kính chào quý vị khán giả, quý mạnh thường quân trong nước cũng như ngoài nước. Thì hai anh em sẽ tiếp tục một cái ca ở bên Lê Đại Hành nha cả nhà. Thì không biết cái ca này oxy trong máu có bao nhiêu để hai anh em qua đo luôn. Rồi, mời cả nhà theo dõi clip của hai anh em. Đi anh. Rồi, thì hiện tại là anh Quân đang lấy oxy vô nha cả nhà. Hướng dẫn. Giỏ đồ quên đồ ngày ha. Nằm lô hốt là nhẹ nhàng, đi bộ cũng khá là xa. Nói không anh Vương ơi? Gì? Nói không anh giác cho? Tại anh Vương bị cái cột sóng á như thế nào? Nên tại thì chạy giác không nổi. Nào vô bỏ xuống nè. Khóa lạnh. Lấy cái tay cho con mượn đo cái. Đây, quay, đưa cái tay xuống quay. Để tay em quay. Để tay em quay. Sáng đi. Rồi. Cầm vô đi chị. Từ từ. Để từng tập cầm thôi. Dẫn bức tranh. Từ từ, dẫn lên. Dẫn đi. Dẫn. Nó. Rồi. Rồi.
Người nhà là mình đi hết luôn hả chị? Dạ, đi 7 người. Dạ. Đi 7 người luôn. Đi 7 người. Tại vì có mấy ông thanh niên đi nữa, bởi ổng cái tưởng không có cho cách ly chung á thì sợ không ai chăm sóc cho ổng. Dạ. Tại vì ổng tâm thần ổng không có kiểm soát được. Thành ra cho ổng ở nhà mà sau ở nhà cái ổng tình trạng ổng xấu đi, thành ra bây giờ không có thanh niên ở nhà. Mình nhớ liên hệ y tế nha. Có. Đây bệnh viện gần nè. Có, chỉ có nãy giờ có liên hệ với trạm y tế phường mà không ai bắt máy hết chứ. Thì mình liên hệ đi, cứ việc mình liên hệ hoài luôn nha. Rồi chúc ảnh mau khỏe nha, tụi em đi rút nha. Dạ, dạ. Oxy đang lên nha. Chúc em nhiều sức khỏe. Dạ dạ, oxy giờ đang lên đi chị. Đang lên là sao? Hồi nãy thì nó tụt, giờ lên lại rồi. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi dắt bình đầy vô, dắt bình không ra nha cái này. Đó. Rồi thầy Thiên, anh Quân chào đến nha. Thì hai anh em mới đi vô trong cái ca đó xong rồi anh em mới tháo khẩu trang giục nha cái nhà. Tại vì khẩu trang đó mình mới tiếp xúc xong rồi mình phải bỏ, mình phải đeo khẩu trang mới. Thì hai anh em đã xong cái ca bên Lê Đại Hành rồi, bây giờ hai anh em sẽ qua bên Bùi Văn Ba, khu lưu trú công nhân ở bên Sedico để chạy qua bển coi cái tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ra sao nha cả nhà. Với lại mình qua mình coi cái khu lưu trú công nhân này coi sao luôn, mình về mình thông báo lại với bên hội, với sư phụ, với sư mẫu rằng mình tìm hướng giải quyết nha cả nhà. Rồi anh em chào cả nhà, mời cả nhà xem clip. Rồi thì còn Vinh Quân thì cũng hai anh em cũng đã tới được bên Bùi Văn Ba, nhưng mà đang kiếm cái khu lưu trú của công nhân thì hai anh em chưa biết kiếm ở đâu nha cả nhà, thì để con liên hệ với người ta cái. Đó. Đã tới bên khu lưu trú công nhân bên 7 rồi nha. Quẹo lại đi, chạy lại đi. Em cũng có biết đâu. Chạy thẳng vô luôn, khu D1. Khu D1. Dạ 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 dạ. Quay đầu lại. Để sao? Tắm nắng. Sao khó thở? Mặc đồ quá trời vậy, dậy vô mà. Áp nó lên. Mình sẽ cho chút cho nắng nó gì. Cho em mượn cái tay. Cho nó uống hai cái chanh. Nó không ngủ được, sáng hôm nay tôi cũng ngủ về vậy đó. Mà nó chích ngừa hết được, con ai được không mấy ngày rồi đó. Chích ngừa rồi hả? Ừ. Nhiều tháng 6 tháng 6 hả? Chích 2 tháng rồi hả? Chích mỗi 2 chưa? Giờ đúng người không? Đúng người. Anh thấy sao rồi? Bình thường nó thở nó khó mà. Khó thở thì ngồi vậy? Lúc giờ thở được chưa? Thở cũng hơi đó. Em ngủ có nó em ngủ là khó thở đúng không? Ngủ mà tưởng chết nên nó mất hơi thở. Anh có bị nhiễm không cô? Không. Mới đâu nó mới thử, nó test ngay là được. Cái ba bữa hôm nay là mười mấy ngày rồi nè. Mười mấy ngày? Cái ta cái bữa cuối cùng mấy ngày đó. Chín tay á. Có kết quả chưa?
Có ho có sốt gì không? Đây là khu lưu trú hả? Khu lưu trú. Là công nhân ở đây hả? Công nhân. Ở đây có ai bị nhiễm không cô? Khu này là khu cách ly đúng không? Ủa là khu cách ly. Ở đây là khu cách ly không? Là ai biết đâu mấy ông dân dây ông ta đi rừng không có rồi cho con xin miếng nước nha. Nước nóng không đi lại con. Nước uống á, một phần tư thôi. Nước kìa. Một phần tư thôi, có ít nhiều ơi, nhiều ơi, nhiều ơi, nhiều ơi. Cô biết là tao không làm chứ một phần kinh. Chế cho con, chế cho con. Cô chế đi. Thôi, gọi được rồi không? Nếu ta già, nó biết con không có nhiều, nhiều mới biết con gì. Vậy giờ của anh cũng không bị nặng nha. Cứ thở được thì cứ tập thở bình thường đi, thở thở oxy. Nha. Nếu mà khó thở quá thì thở oxy. Tội nghiệp của chú giờ này vô, người ta ngủ không hỏi khổ không? Để kia thì tôi nói mai một thuốc uống. Chút lấy dây cột bình lại nha. Rồi, trồng vô. Cái khẩu trang nha. Thì nào ấy thì không khó hả lấy, còn máy thì thở được, bình thường thì mình thở. Rồi đưa tay đo lại coi. Lên chưa? Lên rồi nha. Nhịp tim 93, nhịp trong máu 95, 96 luôn rồi. Bây giờ đó, dặn lại, nếu mà thở được thì tập thở nha. Tập thở làm sao? Tự thở từ từ chứ không lẽ mình để mình thở oxy hoài. Bệnh mà mình đâu ăn cũng bệnh à. Đúng không? Mày thở nổi thì phá lợi nhưng phá ra vậy thôi nha. Biết không? Cái chú nghĩ vậy không? Cái đồng hồ này mà xuống số 0 là hết nè. Nha. Cái này kim này nè. Anh làm anh không thấy không? Cái kim này cái kim mà trở về số 0 là hết. Phá như phá ra lại thôi nha. Ăn uống kiểu vệ sinh đồ phá lợi. Nha. Mai có đi ra đây được không? Ừ. Ra đâu khi ra phơi nắng 9 giờ rưỡi. Ra phơi 15-20 phút. Nếu phải khỏe phơi nửa tiếng luôn. Nha. Con trai á phơi mình phơi nửa tiếng đi cho khỏe lo gia đình. Chứ mình để mình nằm hoài. Nha. Ăn cô nấu cháo trắng cho anh ăn. Dạ. Với thịt kho tiêu. Con bằng mặn á. Dư sao nó huyết áp mà mình sao không biết con tài xế con chỉ biết cái nào thôi trong khu rơi giật của con thôi nha. Ăn ớt nhiều vô, ăn ớt nhiều vô, ăn không được cũng ráng ăn nha, cho nó đỡ nhức cổ được, đỡ ho ho mệt ho quá tụi có gì giống xong hơi nhiều vô, xong hơi cho cả nhà luôn. Uống nước nóng, uống gừng, uống chanh thì cô làm đúng rồi đó, ngậm từng người bằng một cắt ra một miếng, ngậm từng người dây thôi nha, cố gắng giữ gìn sức khỏe đó. Rồi về nghe, chào gia đình. Rồi, chào cô nha. Cảm ơn mấy con. Dạ dạ. Rồi xin kính chào quý vị khán giả, thì hai anh em cũng đã xong rồi nha, vừa trong khu lưu trú lưu trú ra luôn rồi mới vệ sinh cá nhân. Ủa xịt cồn gọi đầu luôn á, tháo bao tay rồi giục khẩu trang. Anh em đi mấy cái ca này tốn khẩu trang với bao tay dữ lắm nha. Tại vì mới tiếp xúc là về ra là ra khỏi là mình sẽ làm việc liền. Đó. Rồi, nè, giờ hiện tại là 2 giờ 25 phút của ngày 18 hay 17 anh? Ngày 16, 17. Ơi 17 anh ơi. Ủa.
Thì hôm nay 7/8 nha, 2 giờ sáng rồi. Đó. Thì hôm nay là Thiên có tài xế mới chở. Nãy giờ bị lao hoài á, quý vị ơi. Không ai dám la anh đâu nghe, không mới la. Mới biết chạy luôn, nãy mà bị lao rồi. Không có la anh gì hết á. Rồi, con với anh Quân xin kết thúc clip tại đây nha cả nhà. Bye bye quý vị. Rồi, hai em xong ca mình 7 rồi. Chúc mọi người sao? Chúc mọi người ngủ một giấc ngủ rất là ngon. Sáng dậy tràn đầy hạnh phúc nha mọi người. Tại Thiên chúc mọi người một ngày mới thật là an lành hạnh phúc. Xin chào và hẹn một clip khác nha cả nhà.